Còn khoảng một tháng rưỡi nữa mới chính vụ thu hoạch nhãn, nhưng thời điểm này, một số vườn nhãn ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử đã và đang thu hoạch. Hiện toàn xã đã xuất bán được khoảng 80 tấn nhãn quả. Xã Nguyên Hòa có 55 hectare nhãn. Để tăng hiệu quả kinh tế, nhiều hộ dân đã xử lý kỹ thuật đối với 20% số cây để nhãn ra hoa đậu quả và cho thu hoạch sớm, chủ yếu là giống nhãn Hương Chi, nhãn Tiêu Ngọt, nhãn T6, còn lại xử lý cho ra hoa đậu quả để thu hoạch chính vụ. Người trồng nhãn tại đây luôn tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật sản xuất nhãn, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả, những vườn nhãn trà sớm đều đạt tỷ lệ đậu quả cao, sinh trưởng phát triển tốt. Từ đầu tháng 5, các diện tích nhãn chín sớm đã cho thu hoạch được khoảng 80 tấn quả. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Duy xuất bán 2 tấn nhãn, ông Nguyễn Văn Khang, Đặng Văn Đoá, Phạm Văn Thiết xuất bán được 1 tấn. Giá bán tại vườn cho khách dao động từ 25 đến 40.000 đồng trên 1 kg, cao gấp 2 lần so với nhãn chính vụ.